chàng lắm. Tự nhiên phạt ra ta có bị ra gì đâu. Phạt là phải ra. Chắc nó đứng đây nó ngủ luôn quá. Con mực là đại ca rồi. Nó đứng mà nó lim dim luôn anh. Định mình nghĩ tình, tình tâm cho gần cuộc đời đâu xa thế. Thâm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông, vậy thì còn chần chờ chi nữa. Gia đình mình nghĩ tình, tình tâm cho gần cuộc đời đâu xa thế. Hai đứa vô phương, hai đứa về bên nhau. Nên khi hai gia đình mình nghĩ tình, tin con cho gần cuộc đời đâu xa thế, nghĩ phu thê hai đứa về bên nhau. Vì tơ hồng lại nở thành đôi, anh thấy vui khi gia đình mình nghĩ tình, tin con cho gần cuộc đời đâu xa thế, hai đứa như tin hai đứa mình yêu nhau. Em có cái giò nước mà đập cái khẩu trang là kính mất luôn, kính nhiễu. Kìa anh cậu cứu nó kìa. Nó thấy anh nó tỉnh ngủ liền luôn. Nó hiếp gái á, trời ơi tao có làm gì đâu mà phạt người ta. Tao có làm gì đâu mà phạt người ta. Không làm, chạy trốn này, chạy trốn này. Chạy trốn đi. Dân. Thấy người ta ngoan hiếp người quá. Dân. Thử kêu con mực ơi, coi nó làm không. Nó chờ cái mặt nó chảnh kìa. Coi coi làm gì mà mất. Đại ca mà. Dân, ở đây. Đây cầm, ở đây. Dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.